Xin chào anh cho biết tên và địa chỉ anh. Tôi Bùi Chí Hiếu ở ấp 2 Long Thuận, Thủ Thừa. Rồi cái nguyên nhân nào mà anh biết cái phân con lười mà anh mua về anh rải trong vụ này? Cái này là hộp nhỏ em nó làm ở bên Tân Tây á, rồi nó giới thiệu rồi hổm chạy như là tôi sử dụng cái đợt sau không à, cái đợt 35 ngày đón đồng. Chứ còn đợt đầu thì rải phân đơn, phân hóa học. Theo anh thấy cái phân này với cái so sánh với các phân khác thì anh thấy cái cây lúa mình nó như thế nào? Thấy thì cái màu lúa nó thì bây giờ nó vẫn đạt là trên cái mức độ là cái lá của nó bây giờ nó vẫn màu của cái màu xanh của cái đọt chuối của nó đó. Chứ còn là như những cái phân đơn đó thì như cánh phía trên nó hiện nay là nó cái đầu lá nó đã đỏ rồi. Còn của mình thì hiện nay là cái bông đỏ nhưng mà cái lá vẫn còn tốt. Có nghĩa là cái phân nó ăn không có hết á, thành ra cái lá nó vẫn còn màu xanh đây. Thì đâu anh bứt cái bông rồi anh soi anh cầm anh thấy cái hạt chắc nó như thế nào đó đây. Cái bông thôi thì nắm vậy cũng được thôi. Nó thì anh thấy nó so với cái nó nè, cái hộp nó rất no. Nó đủ thức ăn rồi, nó ăn nó no cái hạt lúa mà cái lá mình lá đài vẫn còn xanh, lá vẫn còn xanh nè. Thì qua cái này thì anh thấy cái sâu bệnh mà theo cái đợt từ ngày rước về sau này anh thấy so với của người ta mình thấy như thế nào? Có thể là nó vẫn bị có chứ không phải không, nhưng mà đều có cái là với mức độ nó không có nhiều. Thay vì như cái này là hôm nào tới nay người ta có xịt rầy chứ tôi không có đó. Chưa xịt được rầy nào hết đó. Mà thấy cũng vẫn có chứ không phải là không có, nhưng mà với cái liều lượng của nó ít, nó không đến nổi lắm. Nó bị nó cây nó cứng á, cái con rầy nó đeo ít hơn so với cái kia. Anh thử rồi là hôm nào tới hai ở đây là cái người nhẹ nhất người ta cũng xịt một đợt, tôi không xịt. Mà nói cái vô gạo mà cái lá vẫn còn xanh, lá đài còn xanh đẹp.